À. Trong chủ đề video ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người một cái huyện mà rất nhiều những anh chị đã đầu tư ở trong khu vực Thanh Hóa biết đến cũng như là hiện tại rất nhiều những cái sàn môi giới bộng sản ấy họ đang triển khai cái thị trường mà trong khu vực Thanh Hóa thì đó chính là huyện Thạch Thành, Thành bởi vì cá nhân Long cũng là một một nhà đầu tư cá nhân ở trong khu vực bất động sản khu vực Thanh Hóa và bản thân mình cũng đã có đất ở trong Thạch Thành rồi thì mình cũng đã đừng đi khảo sát rất nhiều ở trong khu vực Thạch Thành và mình đã từng làm ở trong thị trường Thạch Thành rồi thì Long muốn là dành những góc nhìn tốt nhất dành cho những anh chị nhà đầu tư đang tìm hiểu và mong muốn đầu tư tại bất động sản khu vực Thạch Thành Thanh Hóa bởi vì bản thân Long thì ngày xưa khi mới tìm hiểu thị trường Thạch Thành, thành ấy, thì cũng sẽ có rất nhiều những băn khoăn thì trong chủ đề video ngày hôm nay Long sẽ phân tích cho mọi người về cái định hướng phát triển khu vực Thạch Thành Thanh Hóa cũng như là về gọi là mặt bằng giá ở khu vực này như thế nào và những cái vị trí mà chúng ta đầu tư ấy, thì những vị trí nào sẽ là vị trí tốt ở trong khu vực bất động sản tại thành thanh hóa nếu anh chị nào gặp vấn đề gì hay là có điều gì góp ý thì không hãy bình luận dưới phần video của long để làm sao long có long được cái cơ hội tiếp nhận cái ý kiến của mọi người để chúng ta cùng nhau tạo ra một cộng đồng chia sẻ về thị trường đầu tư bất động sản thanh hóa hiệu quả và tốt nhất à, thì long muốn chia sẻ cho mọi người về huyện thạch thành về bản thân long ngày xưa long đã đầu tư thạch thành rất là nhiều Long đã từng đi vào có những có những thời điểm một tuần Long vào khoảng hai ba lần ở trong Thạch Thành cơ. Nên Long về về cái thị trường Thạch Thành thì Long rất là hiểu đây là bản đồ địa chính của Thanh Hóa ấy. thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là đầu tiên là vị trí Thạch Thành đây là cái vị trí ở khu vực Thạch Thành này. Nếu mà nói nếu mà nói về vấn đề gọi là Thạch Thành nó là một trong những cửa ngõ phía tây của Thanh Hóa. Vì sao nó lại nói cửa ngõ phía tây của Thanh Hóa? Nghĩa khi mà mình đi từ Hà Nội xuống gọi là các khu vực phía tây ấy, phải nói vị trí của Thạch Thành là thuộc mạng phía tây của Thanh Hóa anh em mọi người nhé. Thì Long có vào ở trong Thạch Thành thì Long sẽ đi đường cái đường mòn Hồ Chí Minh. Thì đường mòn Hồ Chí Minh là một là khi mà đặt chân từ quan qua gọi là Hòa Bình ấy, thì bắt đầu đặt chân đến gọi là Thạch Thành là đầu tiên. Sau đó mình sẽ đi các khu vực khác như là hoặc là ngày thường xuân hay bá thước thì long thấy là à, nếu mà đi từ Hà, Hà Nội xuống hay thành ấy, đâu đó mất khoảng tầm 2 tiếng cho đến khoảng tầm hai tiếng rưỡi, à, tùy theo cái vị trí đầu hay là cuối thì long sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề quy hoạch của khu vực Thạch Thành đi. Đây, đây là cái quy hoạch của khu vực Thạch Thành. thì nếu mà nói nói chung ấy, thì long thấy rằng nếu mà phát triển Thạch Thành ấy, thì mọi người phải hiểu cái định hướng phát triển. Ấy. thì thứ nhất định hướng phát triển của Thạch Thành nó sẽ có ba hướng đi, này. mọi người hình dung ngày xưa long vào ấy thì thứ nhất là sẽ có ba cái hướng phát triển, thứ nhất là một là khu công nghiệp hai là khu du lịch du lịch theo kiểu xu hướng là du lịch tâm linh hay là du lịch các cái thác khác nhau thứ ba đó là về gọi là khu vực gọi là dân cư hiện hữu thế long thấy đây là ba cái hướng đi phát triển của thanh hóa à, phát triển của thạch thành thì thứ nhất là về định hướng phát triển khu công nghiệp đi thì khu công nghiệp sẽ tập trung ở khu vực thạch quảng này nhưng nếu như anh chị nào mà đầu tư thành thì đa số là sẽ biết nhiều hơn về thạch quảng thạch quảng là một trong những khu vực mà tập trung thứ nhất là được lên đô thị thứ hai là được uh, tập trung phát triển khu công nghiệp Đấy, đây là hai hướng đi ở mạn gọi là đầu của khu vực thạch thành còn khu vực mạng ở giữa này giữa ở thạch thành đây là vị trí tầm giữa nhé long sẽ chia làm ba phần nhé đây là phần đầu đây là phần giữa và đây là phần cuối thì hiện tại thì cái phần giữa này thì đa số sẽ tập trung nhiều về các cái mặt đường liên thôn liên xã đang làm và mình phát triển ở khu vực du lịch ở khu vực phần giữa này và thứ ba là khu vực ở cuối này là khu vực gọi là cũng là một trong vài những cái cụm công nghiệp nhỏ và đa số sẽ là khu vực dân cư bởi vì hai khu vực này định hướng cũng là đến đô thị và đang là một trong những cái trung tâm của khu vực thạch thành đấy thì đây là ba cái hướng đi dành cho nhà đầu tư khi mà đầu tư tìm hiểu về gọi là khu vực bất động sản thạch thành Đó. thì quan trọng nhất quan trọng nhất bây giờ ấy thì là thạch thành thì có những cái lợi thế lợi loại thế như ưu điểm và nhược điểm gì thứ nhất là về cá nhân tổng quan của thạch thành ấy, thì ông thấy là cái nhược điểm trước đi thì nhược điểm của thạch thành thì gần như là hơi ít quy hoạch hơi ít kế hoạch có nghĩa là các cái dự án lớn hiện tại ấy, ở Thạch Thành thì gần như là cũng chưa có nhiều chỉ điểm danh một vài những cái như một là khu công nghiệp Thạch Quảng ở, phía, ở giai đoạn trên này thôi thứ hai là một vài các khu du lịch như là hang Mong ở khu vực vị, vị trí này còn ba là khu vực dân cư dưới này ấy. thì khu vực này thì đa số sẽ tập trung nhiều các cái dân cư xung quanh còn cái điểm mạnh của Thạch Thành ấy, thì hiện tại mặt bằng giá của khu vực Thạch Thành ấy, thì đa số rất là rẻ và nếu như anh chị nào muốn chia nhỏ cái nguồn vốn ra khoảng tầm từ 200 đến 300 triệu ấy thì có thể về Thạch Thành đầu tư bởi vì Thạch Thành là một trong những thị trường mong cái giá bất động sản rất là rẻ. Tuy nhiên là những cái lưu những cái điều ấy, chúng ta đầu tư của thị trường Thạch Thành ấy, thì chúng ta thấy là dân cư thì hơi vắng. Thế nên mình hãy lựa chọn những bất động sản nào mà có dân cư một chút. Thứ hai là những cái khu vực nào mà đang được chuẩn bị làm đường hoặc là làm đường liên xã liên thôn ấy, thì đấy sẽ là một cái lợi thế dành cho mọi người. Thành Thành thì mạng lưới giao thông Long đánh giá là cũng rất là thoáng bởi vì là Thạch Thành thì đường to. Long phải thật là Long, Long thấy một cái điều trong Thanh Hóa ấy, khi mà những cái khu vực nào ấy mà dân cư đông ấy, thì đa số đường nó sẽ hơi nhỏ, còn những cái khu vực nào mà dân cư vắng ấy, thì đa số đường rất là to. Long thấy một điều rất là hay ở trong cái thị, cái thị trường đầu tư bất động sản ở Thanh Hóa thì mọi người hình dung là trong các cái tuyến đường ấy của Thạch Thành ấy, thì có tuyến đường 522 tuyến đường 523 các cái đường tỉnh lộ gọi là chạy xuyên suốt, chạy xuyên suốt song song cùng với nhau. Nó nghĩ đây là một trong những cái điều để làm sao chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn cũng như là nhiều cái hướng đi hơn. kể sau này khi mà rất nhiều những khu nghiệp họ về đây ấy, thì nếu mà mình đầu tư ven các khu mặt đường lớn mà đường tỉnh lộ mà đường quốc lộ ấy, hoặc là với cá nhân Long ấy, Long ngày trước Long có đầu tư một vài các khu vực ở trong khu vực Thạch Quảng này. Và thân Long thì cũng có đất trong Thạch Quảng. Long có một vài những cái suất ưu tiên những suất ngại rào trong Thạch Quảng thôi. Thì nếu như anh chị nào mà muốn tìm hiểu về Thạch Quảng hoặc là muốn tìm hiểu một vài cái lỗ ở Thạch Quảng thì có thể nhắn tin cho Long để Long chia sẻ cho mọi người một vài cơ hội đầu tư để mọi người biết về khu vực Thạch Quảng thành Thạch thì gần như là một trong những khu vực mà Long thấy được lên đô thị từ giờ đến 2025 à, và và cái thị trường thành Thành nói chung ấy thì nó sẽ có ba hướng đi nhé mọi người có thể đầu tư một là khu vực là Thạch Quảng hai là cái khu vực ở dưới khu vực trung tâm thị trấn kia thị trấn Kim Tân và thứ ba là đô thị Vân Du này các khu vực này đang đang được một được gọi là định hướng phát triển lên thành những cái đô thị trong tương trong cái thời trong cái tầm nhìn 2025 đến 2030 tầm nhìn đến 2045 nên thì long thấy rằng ba cái hướng này là ba hướng mà mọi người lên lựa chọn và một vài các cái khu vực như khu du lịch hoặc là có đường đang làm xong đường vào thoáng thì đấy sẽ là một cái lợi lợi thế rất là tốt dành cho những anh chị nào mà mong muốn đầu tư khu vực thành thành đấy thì là ba cái khu vực đấy là ba khu vực mà long đánh giá là ba khu vực lên đầu tư trong cái thị trường đầu tư bất sản khu vực thanh hóa thì nếu như anh chị à, khu vực thạch thành nếu như anh chị mà gặp vấn đề gì hay cần long chia sẻ gì về các cái vị trí hay đánh giá khu vực nào ở trong thạch thành ấy, thì mọi người để nhắn tin inbox trực tiếp cho long để làm sao long có cơ hội chia sẻ cho mọi người vị trí cũng như toàn bộ cái góc nhìn của long về cái thị trường đầu tư bất sản thạch thành bởi vì bản thân long cũng là một nhà đầu tư cá nhân và long đã từng đầu tư thạch thành rất là nhiều rồi thì long sẽ có được góc nhìn cũng như là chia sẻ lại cho mọi người thì nếu như mọi người mà gặp vấn đề gì về thanh hóa hay là gặp vấn đề gì cái các huyện ấy, hoặc muốn long làm video video chia sẻ về điều gì anh chị đã bình luận dưới phần phía dưới để làm sao long có cái cơ hội chia sẻ cơ hội góc nhìn đến cho nhà đầu tư và long có một cái bộ ebook lưu ý đầu tư dành cho những anh chị nào mới quan tâm về bất động sản anh chị có thể tham khảo và nghiên cứu cái bộ ebook này của long và long muốn tặng cho anh chị miễn phí để khi anh chị đi đầu tư mình đem cho mình một cái gọi là tránh rủi ro khi đầu tư và thứ hai là luôn an toàn khi mình đầu tư bất động sản trong bất động sản thanh hóa hoặc là trong cái lĩnh vực là chúng ta đầu tư bất động sản đấy là một điều mà long muốn chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư thì, thì nếu anh chị mà gặp điều gì lan tăn thì hãy inbox e trực tiếp cho long Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị.